Trong làng Sao Việt hiện nay, Hoài Linh vừa là người dày dặn về tuổi nghề, vừa thành công trong sự nghiệp, lại vừa là người có lối sống được nhiều người kính nể nhất. Tiền bạc và địa vị mà Hoài Linh có được sau một quãng đường dài trên sân khấu hài phải xếp vào hàng top đầu của showbiz Việt. Nhưng nghệ sĩ này luôn rất giản dị, kính hiệp và hòa ái với các đàn anh, đàn em làm nghệ thuật cũng như tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, Hoài Linh cũng đã từng 4 lần dính vào những scandal không đáng có khiến công chúng chú ý. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bông ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khỏi lắm chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày giữa năm 2007, một luồng tin về việc Hoài Linh bị bắt lúc đang trích xì ke khiến dư luận hoảng hốt và hoang mang. Cụ thể, chiều ngày 15 tháng 10, nhiều báo nhận được thông tin diễn viên hài Hoài Linh vừa bị bắt tại Mỹ vào chiều ngày 14 tháng 10 vì sử dụng ma túy. Ngay sáng ngày 16 tháng 10, từ Mỹ anh đã điện thoại xác nhận thông tin trên chỉ là tin đồn và hiện anh vẫn đang đi lưu diễn bình thường. Rất nhiều khán giả, bạn bè, phóng viên đã gọi điện sang Mỹ hỏi thăm, lo lắng cho Hoài Linh cho đến khi biết thông tin này hoàn toàn sai lệch và bị khơi ra vì lý do thời gian đó Hoài Linh quá gầy. Về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gió nhịp dài mơ. Nói về tin đồn vô căn cứ trên, Hoài Linh từng chỉ cười mà nói, tôi không quan tâm người ta nói gì, tôi chỉ thương khán giả phải điện thoại cho tôi tới tấp vì lo lắng. Khi làm mọi việc, tôi đều tự hỏi điều đó có giúp ba mẹ tôi vui hay không. Thật ra Hoài Linh xuống sắc đến mức bị nghi trích xì ke là do anh làm việc quá nhiều mà không có thời gian nghỉ, đồng thời căn bệnh hở van tim dù nhẹ cũng ảnh hưởng không ít. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều. Năm 2014, trên ghế nóng của chương trình Gương Mặt Thân Quen, Hoài Linh từng phải đối diện với nhiều chỉ trích của không ít khán giả vì những ý kiến cho rằng anh thiên vị con trai nuôi Hoài Lâm, một thí sinh của chương trình. Sở dĩ điều này bắt nguồn từ màn biểu diễn bắt chước danh ca Andrea Bocelli, một ca sĩ tài năng bị dị tật đôi mắt. Cho đến trước bài thi này, Hoài Linh đều không dành lời khen cho con trai, nhưng anh lại tỏ ra hài lòng với màn tái hiện Andrea Bocelli, khen ngợi và cho Hoài Lâm số điểm cao. Theo ý kiến khán giả, Hoài Lâm diễn hay nhưng không xứng đáng nhận được số điểm cao hơn Minh Thuận. Mặc dù vậy, Hoài Lâm đã chứng minh được mình ở những vòng sau nên những nghi ngại về tài năng của anh chàng cũng đi về hồi kết. Trong Gương Mặt Thân Quen nhí năm 2015 lên sóng, hàng loạt ý kiến chỉ trích của cư dân mạng đã nhắm thẳng vào bộ ba giám khảo Hoài Linh, Hồng Vân và Mỹ Linh. Nhiều người cho rằng các giám khảo đang thiên vị con trai nuôi của Hoài Linh là bé Ben Hoàng Quân quá đà. Các tiết mục Hoàng Quân biểu diễn tuy chưa được xuất sắc lắm, song giám khảo vẫn cho điểm cao. Điển hình là phần hóa thân thành Gerard Damon với bài hát Mambo Italiano. Một số khán giả bình luận rằng thiên vị bé Ben ra mặt rồi đó, ban giám khảo coi lại mình đi nha. Mấy tuần liền bé Ben điểm cao chót vót, năm ngoái bé Uyên Nhi điểm cao chót vót mà có ai kêu đâu.
nếu như ban giám khảo chấm công bằng như năm ngoái thì chẳng ai lên tiếng đâu. Chẳng qua năm nay thiên vị bé Ben quá. Ben điểm cao hơn hai bé cuối bảng là Bảo Ngọc và Gia Quý những 20 điểm lận. Mà Gia Quý và Bảo Ngọc có thua gì Ben đâu. Cách ít thì thôi đã chẳng nói làm gì, đằng này 20 điểm. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạc lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng Á quân The Voice Kids năm 2013 Phương Mỹ Chi đã từng bị dìm hàng. Từ sau tiết mục hóa thân thành Măng Thị Hội, giành giải nhất tuần, Phương Mỹ Chi liên tục bị cho điểm thấp, dù các phần thi có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ càng. Ở đêm thi thứ 7, Phương Mỹ Chi hóa thân thành Thu Phương qua ca khúc Thư Pháp. Các giám khảo đồng loạt cho Phương Mỹ Chi những nhận xét khắt khe, dù cô bé hát khá tốt, số điểm 22 mà Phương Mỹ Chi nhận được cũng gây ra bức xúc cho khán giả. Cả ba giám khảo Hoài Linh, Hồng Vân và Mỹ Linh đều không lên tiếng phản hồi trước những ý kiến không hay về gương mặt thân quen nhí năm 2015. Mới đây nhất, thông tin về việc nhà thờ tổ của Hoài Linh có nguy cơ phá sỡ vì không có giấy phép lại làm các trang tin trở nên sôi động. Theo đó, mảnh đất mà Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ là đất nông nghiệp và anh chưa chuyển mục đích sử dụng để phục vụ mục đích xây dựng công trình. Các fan đều rất rõ việc nhà thờ tổ là công trình tâm huyết và có ý nghĩa như thế nào đối với Hoài Linh, cho nên sự việc này xảy ra khiến nhiều người khá căng thẳng và lo lắng. Có lẽ cần phải chờ đợi phía Hoài Linh công bố các giấy tờ chứng minh về việc thi công đúng như đã khẳng định từ trước để biết hướng giải quyết của những sự việc này. Và cuối cùng nhà thờ tổ của Hoài Linh vẫn được tiếp tục. Nếu ai đã từng nhạt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa màu hoa phương thắm. Trong 20 năm dài làm nghề, đây là 4 scandal duy nhất mà Hoài Linh từng gặp phải. Nếu như những nghệ sĩ khác có đủ kiểu scandal từ tình ái, đời sống bê bối cho đến gian lận trong sự nghiệp, thì những scandal của Hoài Linh lại khá trời ơi đất hỡi và chủ yếu là mang tính quy chụp. Đời tư phẳng lặng như thế khiến cho cái tên Hoài Linh trở thành một trong những ngôi sao đáng quý của Việt Nam. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm.
thầm nhớ máu con tim.